Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa phim Bí ẩn trong nhà hát do hãng TV Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Bộ này là được lồng tiếng pha phim Việt Nam thời Sài Gòn phim á các bạn. Phim này xem cũng khá là hay các bạn. Bạn nào thích xem mấy dạng phim ma của Hồng Kông thì nên xem bộ này. Bộ này diễn viên chính thì có Ngô Khải Hoa, Quang Vĩnh Hà, Nguyễn Bình Đang. Mình rất là thích xem của Quang Vĩnh Hà đóng. Quang Vĩnh Hà mình xem có rất nhiều phim hay luôn. Đây là nội dung của phim nè các bạn. Bộ này thì mình mua ngay bản đẹp, xem hình ảnh chất lượng như đĩa gốc vậy các bạn. Mình rất là thích xem những bộ phim nào xưa mà rõ như thế này. Những đĩa ngày xưa thì người ta làm không được đẹp, hình ảnh nó khá là mờ các bạn. Bộ này mình mua bản đẹp với giá là 60.000, để hình ảnh cũng khá là đẹp đó các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.